là người tu luyện, khi chúng ta bị phê bình, chỉ trích, người phê bình chỉ trích đó có thể là bạn cùng tu với mình hoặc người ngoài thế gian, thì không cần biết người phê bình đó là ai. Khi bị phê bình, bị chỉ trích, chúng ta hướng nội, xét lại mình, xem lời phê bình, lời chỉ trích đó có đúng không? Nếu đúng thì ta thật tâm sửa chữa, sửa lại lỗi lầm, và ta còn nên cảm ơn người đã phê bình ta vì họ đã chỉ rõ cho ta cái lỗi lầm, cái sai để ta sửa chữa. Còn nếu khi hướng nội xét lại mình, ta thấy ta vẫn không có lỗi lầm nào hết, thì lúc ấy ta nên giữ tâm thanh tịnh, bình thản, không bực tức, khó chịu, không lên tiếng phân bua, cãi vã. Ta bình tĩnh, coi như đây là dịp để ta rèn luyện tâm tính của mình. Đây là dịp để ta đánh giá lại sự tu luyện của mình đã đạt được bất động tâm bao nhiêu phần trăm. Và ta cũng nên cảm ơn người đã phê bình ta. Họ đã tạo cho ta cơ hội để nâng cao tâm tính. Vâng, đây là những hiểu biết hạn hẹp của tôi đối với Đại Pháp Vô Biên, nội hàm thâm sâu, vi diệu. Xin bày giải cùng mọi người.